tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây đã quên mọi tình thơ ấu, thôi đành mang đớn đau trong người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Thấy một cái sản phẩm mới của DB ha. Hy vọng là mọi người kết hợp để hát live stream cũng được, mà sử dụng để đi sự kiện và hát cho dàn karaoke gia đình cũng được luôn. Màu này không thể tưởng được em ơi. Đẹp quá. Quá cứng cáp, quá đẹp luôn. Nhìn nó đó thôi. Nhìn đẹp quá. Màu nó hài hòa quá ha. Màu xám, màu đen, nhìn nó đậm màu, đẹp quá. DB Acoustic MSC. Ok. Đi kèm theo đó là cái râu với là cái dây điện luôn. Cái đó là nó cấp Bluetooth chắc. Đúng rồi. Ok, thì chút xíu nữa Trung Huy sẽ cho mọi người nghe thử cái chất âm của con mixer FX FX12 này của thằng DB Acoustic cho mọi người nha. Ok, thì anh em mình đã tiến hành lắp đặt với lại một cái cọc loa liền công suất JBL RM210 ha, mà những video trước thì cũng đã giới thiệu rồi, sử dụng với vang số. Thì đây là một cái chiếc mixer dành cho sự kiện nha mọi người ha, sử dụng những cái dàn live array ha, có bass, có sub, có array phía trên, và các bạn có thể sử dụng cái này kết hợp với lại vang số để làm effect rời. Thì có rất nhiều đường group ha, và effect ở đây có rất nhiều ha, có cả channel 1, channel 2. Và đây anh em mình đang sử dụng cái chế độ karaoke, chế độ 06 FX1 để pha một xíu cái kênh 2, là để làm cái một tiếng reverb để cho tiếng nó sáng mọi người ha. Và ở đây mình khuyến khích các bạn, các anh chị là sử dụng cái vang chiếc mixer này, sử dụng với những cái loa mà liền công suất ha. Tại vì sao? Những cái loa mà nó không có công suất thì các bạn phải sử dụng đẩy nữa. Nên đây là một cái giải pháp để hát trong hội trường nè, để làm sự kiện thay cho vang số, và đặc biệt nó rất nhiều đường kết nối microphone cũng như là nhạc cụ, rất tiện lợi nha. Đó, chúng ta sẽ kết nối một dàn như thế này. Đó, bây giờ anh em mình sẽ hát cho các bạn nghe. Ok, hiện tại Tuấn Huy đang sử dụng cái hiệu ứng chế độ số 6 karaoke trên cái mixer MFX12 này. Cái tiếng echo với reverb nghe rất là sáng và hợp. Cái hiệu ứng kênh 2 là gì? Hiệu ứng kênh 2 là mình sử dụng cho reverb, hiệu ứng kênh 1 là sử dụng cho echo. Thì mình muốn sử dụng echo nhiều hơn thì mình chỉnh cái âm lượng lớn xíu nữa, còn reverb mình bớt lại để cho nó hòa với nhau. Ôi tình xưa đã phai, đây bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây đã quên mọi tình thơ ấu, thôi đành mang đớn đau trong người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Các bạn, các anh chị cũng vừa nghe xong của âm thanh mixer DBL Acoustic MXF12 mọi người ha. Và giá của sản phẩm này là 8,5 triệu nha. Mình nhắc lại, đây là cái mixer dành cho mọi người để đi sự kiện, đánh cho những dàn live array ha, hoặc là những cái dàn mà sự kiện nhỏ nhỏ, hoặc các bạn sử dụng với những cái loa mà có công suất sẵn nha. Ví dụ ở đây là JBL 210 hoặc những cái loa cột như thế này. Hữu nghĩ là một cái giải pháp rất là tuyệt vời khi sử dụng trong hội trường, là sử dụng với những cái loa column array ha, có sẵn công suất, ví dụ là Bose S1 Pro hoặc là JBL M1, thì các bạn có thể kết nối được nhiều nhạc cụ nè, sử dụng mic không dây, và chúng ta có thể hát với những hiệu ứng có sẵn ở trên này ha. Các bạn thích hát acoustic thì chúng ta xài những cái hiệu ứng reverb, hoặc các bạn thích những cái hiệu ứng echo thì nó cũng có cho chúng ta rất nhiều, và tinh chỉnh rất là dễ, chỉnh về thời gian mọi người ha. Thì ok, hôm nay clip của anh em mình tới đây thôi, vừa đập hộp vừa test cho các bạn nghe âm thanh.
của sản phẩm này khi kết hợp với loa JBL 210. Các bạn có thời gian cứ ghé ngang địa chỉ của tụi mình nha, 8A Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để test trực tiếp những cái sản phẩm về dàn karaoke gia đình ha, mixer rồi cũng như là loa di động. Và hiện tại bên mình đang có những cái chương trình khuyến mãi khá là hấp dẫn cho các bạn anh chị, chương trình giảm giá cuối năm mọi người nha. Ok, anh em mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau mọi người nha. Okay.